trộn vô bấm Harry. Trời ơi Thuận ơi, quay Thuận ơi, quay từ từ thôi. Má ơi, có làm gì đâu. Em thấy chị Hà, chị già rất giống con heo quay. Dạ ơi, dạ. Trời ơi. Dạ, trời dưới rồi dạ. Trời ơi. Bà quay. Quay. Anh nhìn hay quá dạ. Phương ơi, hay quá. Một dạ ơi, hay quá dạ. Ba mươi giây. Bây giờ mới quay mạnh lên. Bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai. Một, hết giờ, quay đã chín. Quay đã chín. Quay đã chín. Không, người khác quay chứ. Người khác quay. Anh không có lời, anh em vô. Có lời làm gì? Vô rồi, vô. Vô nữa. Tiếp vào đây, nẹp vào đây. Tiếp vào đây, nẹp vào đây. 2 phút bắt đầu. Trời ơi, Phương ơi, Phương. Phương ơi, Phương, ác dữ vậy Phương ơi. Nó gãy á Phương ơi. Nó gãy á. Tiếp vào đây. Phương ơi, đừng có mạnh quá, nó gãy là mất công chờ. Trời ơi, trời ơi, vô nha. Tiếp vào đây. Vô quá, hay quá đây. Bóng đâu bóng nhỏ vô hết. Vô luôn nha anh ơi, tiếp vào đây. Vô. Thời gian thật là lâu, 2 phút vẫn chưa hết. Vô. 1, hết giờ. Cô. Trời ơi, chưa đủ kia kìa. Bỏ ra luôn kìa. Cẩn thận. Sao vậy? Mệt lắm anh, mệt lắm luôn. Ủa nhưng mà có lực bóng chứ được không? Được hả? Ai giết mấy em vậy? Ê trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, tôi phải hy sinh chính của tôi sao? Ê! Ê, sao có 2 người vậy mọi người? Sao có 2 người quay vậy? Ôi sao giữ vậy? Giữ vậy nè, giữ vậy nè. Trời ơi. Người ta quay, người ta quay vòng tròn để cho nó dễ, không cái đu đưa nhỏ chịu đâu nổi. Ủa làm sao bằng hồi nãy Thuận quay em? Anh ơi rồi vậy? Với ba này nó cũng hư luôn á. Trời đau lắm luôn á, nãy giờ ai giết mấy mấy lần. Hồi nãy em đang định chạy tới, em vừa mới chạy tới cái lan chụp em thì cái phản xạ em là giơ cái chân lên như vậy. Bố người liệu làm sao mà nấu? Là mình sẽ đi xin. Xin ai cho? Cho. Bởi vì chị đã thục xương cốt. À, không có thục xương cốt là cái gì? Xương cốt là cái gì? Chị đá anh. Tào lao. Không thanh làm chủ cho em. Lan Lan này cho chị lên chị đá cái rồi Lan. Chị dạ nói vậy. Phần này sẽ được cắt để làm viral đi. Cắt hình một mình của Lan. Đón xem Bếp Vui Bùng Vị lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần chỉ có trên HTV2 V Channel. Tương ớt Chinsu, vạn món ngon bùng vị. Play và rap mình yêu, thích áo chim mình thích. Mua sản phẩm V Shop ngay hôm nay để có mặt tại Chung Kết Rap Việt. Xem Rap Việt phát sóng đầu tiên trên Vion. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse, cuộc chiến thượng lưu, độc quyền trên Vion.